Quý vị, hiện nay tình trạng nghiện mạng xã hội, nghiện game ở giới trẻ dường như là đã quá phổ biến, nhất là ở các khu vực thành thị. Và theo một khảo sát mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 2.000 học sinh, sinh viên tại 4 tỉnh thành phố, đó là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hải Phòng, thì có trên 92% sinh viên và trên 84% học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Về thời điểm truy cập thì có tới 45% người khảo sát cho biết đã sử dụng mạng bất kỳ lúc nào khi có thiết bị kết nối Internet trong tay. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, dù chưa có con số khảo sát cụ thể nhưng tình trạng trên cũng không mấy khác biệt. Điều này đã và đang gây ra những tác hại lớn cho các em. Hiện nay mọi người đều không khó bắt gặp hình ảnh các em học sinh, sinh viên cắm mặt vào máy tính, điện thoại tại công viên, bãi biển, quán nước, sân trường, giảng đường, đến nỗi quên ăn, quên ngủ, bỏ bê học hành. Dạ, có những lúc em cảm thấy là mình sử dụng nhiều quá, mình cứ nằm mãi mê, đắm chìm vô nó, mình không có nhớ tới mọi việc, rồi cứ nằm rồi cứ dán mắt vào cái điện thoại như vậy, thì em nhiều lúc ngồi dậy thì em cảm thấy là mệt mỏi và say sẩm mặt mày. Không thể phủ nhận rằng Internet, mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích cho giới trẻ trong việc tìm hiểu kiến thức, giao lưu giải trí sau những giờ học tập căng thẳng. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá mức, các em sẽ đối mặt với nhiều hệ lụy. Trước hết là mất thời gian, mất sự tập trung cho việc học, sức khỏe bị suy giảm. Còn nếu bị nghiện game, mạng xã hội thì hậu quả các em phải nhận sẽ nặng nề hơn. Đó là sẽ rơi vào trạng thái ảo tưởng, sống khép kín, tách biệt với mọi người, dễ bị lôi kéo, kích động, kéo theo những hành động sai trái. Nếu như quý phụ huynh có điều kiện kiểm soát được những cái vấn đề vào mạng của con em mình thì thật sự sẽ có nhiều người rất là sốc, bởi vì cái vấn đề các con quan tâm lại không phải là chính là vấn đề bố mẹ định hướng hay là dạy dỗ mỗi ngày đâu ạ, mà chính là những cái điều mà các con muốn tìm hiểu. Thì thật sự ra đó là ví dụ như là những vấn đề về sex, thì các con thực ra coi vào những cái kênh sẽ rất là có vấn đề và rất là sai. Để giới trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên không đắm chìm vào thế giới ảo, các bậc phụ huynh cần quan tâm tới con nhiều hơn, không để các em sử dụng điện thoại, máy tính quá nhiều, dẫn đến việc tách biệt với gia đình và xã hội. Còn các trường có thể vận dụng Internet, mạng xã hội để tạo lập các diễn đàn về học tập, giải trí nhằm thu hút các em. Qua đó, định hướng giáo dục việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội cho các em, giúp các em có cách nhìn và sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn, hữu ích, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.